Son Anh Shop xin chào các bạn nha. Shop vừa làm xong chiếc xe Future độ một cây L4 X chính hãng luôn, ngay bên tay thắng của xe ha. Đó. Rất là sáng nha các bạn. Bách xin game. Đó. Cái bóng pha giữa là cái bóng XHP 70 L9 các bạn nha. Bách xin em. Rồi mở đèn code luôn. À, chế độ code này các bạn. Đó, rất là ngầu luôn ha. Rất là sáng luôn ha. Quá đẹp luôn. Có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình nha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại là 0963574901. Bên đây luôn em. Rồi ok. Đó, đây là cây L4X chính hãng. Chip XML sáng tỏ nha các bạn. Rồi, quay cái đồng hồ bạn xem luôn nè. Đồng hồ bên đây màu tím, bên đây màu xanh ngọc. Rất là đẹp luôn các bạn ha. Công tắc Bashin thì cũng đã thay thế bằng công tắc SH150 luôn rồi. Bashin nè. Bashin một lượt một cây L4 với lại bóng pha XHP 70 L9. Rất là sáng, cực kỳ đỉnh luôn các bạn. Cực kỳ đỉnh luôn nha. Các bạn thấy trực tiếp không? Nó rất là đỉnh luôn ha. Qua wow, chiếc Future này rất là chất luôn ha. Đó, đây chế độ code các bạn. Các bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn rất là nhiều.